Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, lực lượng gồm Công an thành phố Đông Hà và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị đã sử dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, khống chế nghi phạm ngáo đá, dùng dao đâm vào các phương tiện của người đi đường rồi vào nhà cổ thủ. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 5, người đi đường cùng các em học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có một phen hoảng hồn khi chứng kiến một thanh niên nhà ở địa chỉ 130 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, ngay đối diện trường Trung học phổ thông Đông Hà, nghiêng ngáo đá, cầm dao vung loạn xạ đe dọa người đi đường và đập phá một chiếc xe ô tô, hai chiếc xe máy đang đậu ở gần đó. Ngay sau khi có tin báo, lực lượng công an phường 1, công an thành phố Đông Hà đã lập tức có mặt tại hiện trường để giảng hồi trật tự. Thanh niên nghi ngáo đá lập tức bỏ chạy vào nhà, khóa trái cửa lại cố thủ. Sau khi bao vây khu vực, cảnh sát cơ động với sự trang bị đầy đủ áo giáp, mặt nạ chống độc đã được lệnh xông vào trong khống chế nghi phạm ngáo đá ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm nghi ngáo đá tên là Lê Cảnh Duyên, 28 tuổi, là đối tượng nghiện ma túy,